Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê gà chọi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là một cái buổi em tiếp tục mang hàng để giao đi cho khách nhé. Đây là giới thiệu với anh em đây. Đây là có xe ô tô thì em cũng giới thiệu là nếu mà anh em ở gần thì em có thể là vận chuyển đến. Còn nếu mà anh em ở xa nhé, phương thức đặt hàng thì anh em có thể là đặt hàng thì nhà em sẽ gửi qua bưu điện, ship hàng toàn quốc nhé, gửi qua bưu điện và ship hàng đến tận nhà cho anh em. Khi nhận hàng thì anh em được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đây là khách hàng gần nhà nhé, thì em cũng tiện là xe em mang đi thôi. Hôm nay anh em mà đặt rất là nhiều những cái loại đây em cũng giới thiệu này. Và nhà em thì giới thiệu cho anh em là nhà em cung cấp tất cả những phụ kiện gà chọi nhé. Đây là những khách hàng đặt lồng ghép này. Lồng ghép thì nhà em có rất là nhiều loại, 80, 80, 80, 1m, 1m2, rồi 1m, 1m là đều đầy đủ nhé. Còn đây là những sới này. Sới thì kia anh em mùa này rất là chuộng cái hàng quất đúc này, quất đúc không viền nhá. Giá cả của nó thì cũng rất là hợp lý thôi. Quất đúc này thì nó có loại 2 phân, loại 4 phân. Đây cái loại 2 phân này. Giá cả vừa rẻ mà sử dụng rất là ok. Nói chung là những cái đồ phụ kiện này thì anh em sử dụng là mua một lần là sử dụng cả đời thôi. Và cái thứ hai nữa là đây những cái máng uống. Máng uống nhá, máng uống và máng ăn cho gà. Em sẽ bỏ xuống. Đây để tiện lên ô tô rồi thì cũng không muốn bỏ xuống nữa. Để video sau thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Và đây những cái giỏ này. Giỏ thì giỏ này hàng giỏ hạt hàng rẻ nhá. Làm thiết kế rất là rộng rãi. Đây nó có hai quai này. Để anh em mà có thể là đeo vào để cho con gà vào nhá, rất là tiện lợi. Giá thì giỏ này là cái loại rẻ nhất và giá hình thức của nó cũng rất là đẹp, rộng rãi nhá. Đấy, rộng rãi. Đây là về cái phần để đầu này, nó thoáng như này. Và để phần để đuôi cũng thoáng nhé. Để đảm bảo cái đuôi này thì đảm bảo cho anh em là tốt con gà vào thì nó sẽ không bị gãy lông. Em cũng chia sẻ một chút là khi mà thời tiết bây giờ là nó cũng trở lạnh rồi thì em có thể là sử dụng cái lồng này thì anh em cắt cho mình một cái miếng đệm ấy, anh em giải bên dưới này là ok thôi. Còn là vào đây thiết kế hai cái tay quai này để đảm bảo cho anh em mà xách đi rất là gọn nhẹ nhé. Phần ở bên dưới này thì đế làm rất là vuông vắn này, khi mình để con gà xuống nó dãy giụa thì nó sẽ không bị đổ, nó sẽ không bị gãy lông con gà của mình. Đấy, tất cả những giỏ này, giỏ này giá của nó thì chỉ là 100.000 đồng thôi. Đây, đây là vài những chiếc ghim để mình ghép lồng ghép nhé. Đấy, khi mua thì em sẽ gửi cho anh em là cái những ghim như này để anh em và anh em ghép vào cái lồng ghép này rất là chắc chắn. Đấy, còn đây là những kia đây máng uống này. Hôm nay khách đặt rất là nhiều gần nhà, đặt rất là nhiều thì em có ô tô thì em chở đi luôn. Nếu mà ở gần khách gần nhà thì em không lấy tiền cước nhé, không lấy tiền cước nếu tiện chuyến. Còn nếu anh em ở xa thì anh em phải gửi tiền cước hàng bưu điện nữa. Đây là những cái cống uống này, cống uống tự động nhé. Cống uống này thì anh em chuẩn bị cho mình một cái chai, mình cho nước vào thì mình dốc ngược xuống thì nó cái cống này rất là tiện lợi, tại vì là khi mà con gà nó bới cát vào ấy, thì nó sẽ không bị bẩn, không bị bẩn cái nước. Sử dụng rất là tiện lợi thì mình vệ sinh nó dễ, chứ không như anh em mà để cả như kia cống nước tô ấy thì nó sẽ rất dễ là bẩn cái nước mà nó dễ dẫn đến là con gà của mình nó bị lấm họng nhé. Còn đây là những đôi tã chân này, đây là những đôi tã chân cầm lực cho anh em. Hôm nay thì đây những đôi tã chân như này nhé. Đôi tại chân này giá cả của nó rất là rẻ thôi. Đấy, phù hợp cho anh em mà hai cái đôi tại chân, khi mà anh em mua một đôi thì hai cái này nó làm rất là cân nhau nhá. Đấy, mỗi chiếc này là một lạng. Tập lực thì anh em có thể là tập lực sáng cho nó khoảng độ tầm 30 phút, đấy là về gà tơ sáng 30 phút, chiều 30 phút thì rất là khỏe gân gối, khỏe gân đùi. Đấy, về những sản phẩm hôm nay nhà em đi giao đây. Đấy, thì anh em mà có nhu cầu về những sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé. Hoặc là anh em có thể là để lại cái số điện thoại ở cái phần ở dưới bình luận ấy, thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ chốt đơn cho anh em. Và giới thiệu lại một lần nữa cho anh em là nhà em ship hàng toàn quốc nhé, giao hàng đến tận nhà. Để gửi hàng qua bưu điện thì giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì anh em được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã như những cái sản phẩm em video. Rất là nhiều những video trước thì em cũng giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm rồi. Nếu anh em mà quan tâm thì anh em có thể là ấn đăng ký kênh để theo dõi em ở những video trước thì em giới thiệu và em báo giá trực tiếp từng những sản phẩm ở những video trước rồi. Còn anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo nhé. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.